Xin chào mọi người Hôm nay dân đi rừng Hải Lan ở rừng Đắc Côi của tỉnh Con Tum đó mọi người Khi đi đào địa lan thì có vô tình phát hiện ra được một cái loài gừng rừng rất là hiếm gặp luôn mọi người nhé Cây này gọi là gừng rừng hoa vàng mọi người Khi mà nở hoa thì mọi người có thể thấy là nó nở thành những cái bông hoa rất là to màu sắc vàng này đó, đẹp cực kỳ. Cái Cây này thì để anh em có thể là trồng làm cảnh trong vườn nhà, ngắm hoa ha. Ngoài ra thì cái cây gần rừng này nó cũng là một cái vị thuốc quý. Anh em có thể là trồng sẵn ở trong vườn nhà. Khi nào cần việc gì thì chúng ta có thể là đào hái dùng luôn. À, nó cũng giống như cái cây gừng rừng bình thường đó mọi người về trồng chăm sóc nó vẫn lên củ ha trồng lâu thì nó vẫn tạo thành uh, những cái củ như bình thường uh, mùi thì cũng giống giống như gừng uh, gừng nhà vậy thôi ha. rồi và em đã chia ra đây thành các bó mọi người cây này mỗi năm thì nó sẽ nở hoa một lần vào cái mùa này còn bình thường thì nó vẫn lên thân lá phát triển như bình thường mọi ha tới tới mùa ra hoa thì nó sẽ xuống lá và đầu nó ra những cái bông hoa rất đẹp như vậy trồng à, chăm sóc vườn nhà anh em tưởng tượng Trồng lấy một hàng cây hoặc vườn cây tới mùa nó nở hoa ngắm rất là sướng và lâu tàn mọi người ha Đó, Các phần em chia thì một phần là 100 trăm ngàn nó được hai bó mọi người nha hai bó đây à, nói chung là các phần nó cũng tương đối đều nhau hết rồi à, đây bà con đi rừng người ta hái ta bó sẵn thành từng bó rồi về anh em chỉ việc trồng trồng giống như là trồng cây cảnh thôi mọi người trồng vào đất tôi xốp tí là được à, rồi à, để siêu tầm thì anh em có thể liên hệ số điện thoại của em 0384750258 mọi người nhé. À đại à, phí ship tầm 30.000 do bên đơn vị vận chuyển họ thu riêng. Gần rừng thì nó có rất nhiều loại mọi người, từ màu hoa xanh cũng có, hoa tím tím cũng có nhưng mà riêng cái màu hoa vàng này là cái hàng là hiếm nhất và hiện tại tới nay em chỉ thấy nó ở có rừng đá côi là có mọi người. Không biết cái vùng khác có không. À, rồi, à đây thì các phần đầu tiên hình số 1 nè, 100, số 2 100 ha. Số 3 100. Số 5 100 số 6 100, số 7 100, số 8 100 và à, số 9 100 và số 10 100. Đó cứ 100 000 được hai bó về thay hồ trồng, rất nhiều cây anh em ha. Rồi hôm nay thì giới thiệu mọi người một cái loài gừng rất là hay lạ, vừa đẹp mắt mà vừa là một cái cái cây thuốc nữa để anh em có thể là trồng chăm sóc làm cảnh trong vườn nhà ha. Rồi giá 100.000đ một nè. Anh em sưu tầm nhớ liên hệ em nha. 0384 -750 258 mọi người lưu ý là ngoài những cái loại em bán trên youtube ra thì em cũng rất hay đăng các loài lan rừng đặc biệt ở trên trang zalo này nè anh em có thể kết bạn số zalo này của em để chúng ta có thể ngắm lan nhé 0384750258 mọi người cứ gửi yêu cầu kết bạn đi em sẽ xác nhận ha rồi anh em có thể lướt zalo em xem để ngắm rồi xin chào mọi người ạ à.